Xin chào các anh chị, chúng ta cùng đến với bài chuyển hóa lipid. Về nội dung bài giảng gồm có đại cương về lipid, quá trình tiêu hóa, hấp thu và vận chuyển lipid, và một phần quan trọng đó là chuyển hóa axit béo, chuyển hóa triglycerid, chuyển hóa các thể ceton, chuyển hóa của cholesterol và các lipoprotein vận chuyển lipid máu. Nhắc lại về mặt đại cương, lipid là một este cấu tạo từ axit béo và ancol. Có nhiều cách phân loại lipid khác nhau. Trên đây là một cách phân loại. Lipid chia thành 3 nhóm: lipid dự trữ. Lipid dự trữ trong cơ thể con người chúng ta đó chính là mỡ. Và mỡ có tên gọi là triacyl glycerol. Đây là một este của glycerol, là phân tử rượu. Có 3 nhóm OH được este hóa với 3 axit béo. Nhóm thứ hai, lipid màng. Lipid màng cấu tạo nên màng của tế bào động vật, gồm có thành phần chính là lớp phospholipid kép, glycolipid và cholesterol. Lipid có hoạt tính sinh học, thường được nhắc nhiều đến là các dẫn xuất của cholesterol. Cholesterol cấu tạo nên các hormone gọi là các hormone steroid. Ví dụ như chúng ta có hormone tăng trưởng GH, hormone sinh dục estrogen hay là testosterone. Lipid có hoạt tính sinh học làm dung môi để hòa tan các vitamin tan trong dầu, ví dụ như là vitamin A, vitamin D, vitamin E hay là vitamin K. Các vitamin tan trong dầu cần có môi trường lipid để hòa tan. Chính vì lý do đó nên những vitamin tan trong dầu thì chúng ta nên sử dụng gần bữa ăn, thì cái khả năng hòa tan và hấp thụ ở trong máu của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Về vai trò của lipid thì lipid cung cấp năng lượng. Thì trong bữa ăn của chúng ta, lipid cung cấp năng lượng với cái số lượng tính trên đơn vị khối lượng là cung cấp năng lượng nhiều nhất, sẽ cung cấp năng lượng gấp đôi so với lại glucid và protein. Lipid cấu tạo nên các hoạt chất có tính sinh học, đặc biệt là các cái hormone hay là vitamin, tham gia thành phần cấu tạo màng tế bào, là dung môi để hòa tan các vitamin tan trong dầu và đóng vai trò là chức năng bảo vệ. Về quá trình tiêu hóa lipid, thì quá trình tiêu hóa lipid bắt đầu ở tá tràng, chủ yếu đó là ruột non. Trước khi cái quá trình mà tiêu hóa phân cắt lipid nhờ các cái enzyme để tạo thành axit béo và ancol, thì có một cái quá trình đó là nhũ tương hóa lipid nhờ diệt mật. Thì như chúng ta đã học giải phẫu thì diệt mật, túi mật nó nằm ở phía dưới gan, và bên trong thì nó sẽ chứa diệt mật. Diệt mật sẽ theo ống dẫn mật đi xuống dưới tá tràng. Và tùy theo cái bữa ăn của chúng ta nhiều hay ít lipid mà cái diệt mật này sẽ được nhỏ xuống dưới ruột nhiều hay là ít. Và tác dụng của axit mật, muối mật là nó trộn lẫn với lại lipid, nhũ tương hóa lipid và hoạt hóa một cái enzyme, đó là enzyme lipa do tuyến tụy tiết ra, dùng để thủy phân lipid. Vậy nhũ tương là gì? Nhũ tương là một cái trạng thái hai chất lỏng không đồng tan vào nhau, mà nó tạm thời nó trộn lẫn vào nhau thôi, thì người ta gọi là nhũ tương. Thì đối với trường hợp khi mà chúng ta ăn chất béo và đưa xuống dưới dạ dày và đi xuống dưới ruột non, thì các cái giọt dầu mỡ của chúng ta chính là các giọt màu vàng, biểu thị màu vàng ở đây. Và dịch mật thì chúng ta sẽ đổ là các dịch mật đây, màu xanh, axit mật, muối mật ở trong cái dịch mật đổ xuống dưới ruột non và trộn chung với lại chất béo của chúng ta. Thì cái dịch mật này nó sẽ phân tán các giọt dầu mỡ của chúng ta từ kích thước lớn thành những giọt có kích thước nhỏ hơn. Khi từ các giọt lớn thành các giọt nhỏ hơn thì nó sẽ làm tăng diện tích tiếp xúc của các cái phân tử chất béo, các cái giọt chất béo này với cái enzyme lipa của tuyến tụy. Và lúc đó thì enzyme lipa tuyến tụy sẽ phân cắt lipid để tạo thành axit béo và rượu. Nếu như không có cái quá trình nhũ tương hóa này xảy ra thì enzyme lipa sẽ không thủy phân được lipid, và lúc đó chúng ta sẽ không hấp thụ được lipid. Do đó là những người ta bị viêm túi mật
đến mức mà phải cắt bỏ túi mật, thì cái việc tiêu hóa lipid nó sẽ rất là khó khăn. Và nếu như mà có cố gắng ăn đi chăng nữa thì người ta hay bị ói này, không có tiêu hóa được, hoặc là trên phân của bệnh nhân sẽ còn nguyên các giọt dầu mỡ. Sau khi cái quá trình nhũ tương hóa lipid và hoạt hóa enzyme lipa thì các cái enzyme thủy phân lipid sẽ tiếp tục thủy phân các cái loại lipid khác nhau để cho ra đơn vị cấu tạo, sau đó sẽ được hấp thụ qua niêm mạc ruột và vào trong máu. Thì lấy ví dụ đối với triglyceride là mỡ, mỡ sẽ được enzyme lipa thủy phân thành phân tử glycerol, đó chính là ancol. Đây là một ancol có 3 nhóm OH và kèm theo 3 axit béo. Cholesterol este thì được thủy phân thành cholesterol tự do và axit béo nhờ enzyme cholesterol estera. Và đối với phosphor lipid thì nó sẽ được thủy phân thành 4 thành phần, đó là glycerol, axit béo, axit phosphoric và một bazơ nitơ. Ở đây chúng ta có cái hình ảnh về thủy phân triglyceride là mỡ. Mỡ thì cấu tạo bởi, đây chính là mạch hydrocarbon của phân tử glycerol. Ba nhóm OH của glycerol đã được este hóa với 3 axit béo. Dưới tác dụng của enzyme lipa sẽ thủy phân phân cắt từng axit béo trong phân tử triglyceride để cho chúng ta sản phẩm, đó là glycerol và 3 axit béo. Trên đây là hình ảnh của cholesterol este. Cholesterol este thì cấu tạo từ cholesterol thì cấu tạo từ cái ancol, đó là sterol, và gắn với lại axit béo. Thì khi mà gặp enzyme cholesterol estera sẽ thủy phân liên kết este để sinh ra một axit béo, và thành phần bên này người ta gọi là cholesterol tự do. Về công thức cấu tạo của cholesterol tự do và este thì khác nhau ở điểm cholesterol tự do chứa nhóm OH phân cực nên cholesterol tự do sẽ tan trong nước. Cholesterol este chứa nhóm este không phân cực nên nó sẽ không tan trong nước. Đối với phospholipid, phospholipid cấu tạo từ ancol, glycerol. Glycerol, ba nhóm OH của glycerol đã được este hóa với các axit. Thì chúng ta thấy đối với lại OH thứ nhất này được este hóa với axit béo no. OH thứ hai được este hóa với cholesterol không no. Và nhóm OH thứ ba được liên kết với nhóm phosphat, phosphat của axit phosphoric và một bazơ nitơ. Do đó nên ký hiệu phospholipid thành cái hình bên này. Vậy thì cái vòng tròn này chính là gốc phosphat ưa nước. Và hai cái đuôi này chính là mạch hydrocarbon. Hydrocarbon của axit béo là đầu kỵ nước. Sau khi các enzyme thủy phân lipid thành các cái đơn vị mạch ngắn, ví dụ axit béo mạch ngắn hơn 10 carbon, monoglyceride hay là glycerol, thì các phân tử nhỏ này sẽ thấm qua niêm mạc ruột và theo tĩnh mạch cửa trở về gan. Đối với những lipid nào mà mạch nó quá dài thì có một cái quá trình ngược lại, đó là quá trình tái tổng hợp lipid. Thì có khả năng là lấy các cái thành phần vừa rồi lại mang gắn lại với nhau để hình thành các phân tử lipid ban đầu. Đối với lipid khi mà được hấp thụ ở trong máu để vận chuyển đến gan thì các anh chị lưu ý là chúng ta có ba cái nguồn chất dinh dưỡng. Thứ nhất đó là glucid. Glucid là nhóm đường nên khi thủy phân thành các đường đơn thì các đường đơn rất là dễ tan trong nước. Khi nó tan trong nước thì nó sẽ tan trong máu. Bởi vì sao? Bởi vì 80% máu của chúng ta là nước. Một chất vẫn muốn được vận chuyển bởi máu thì yêu cầu đầu tiên nó phải tan được trong máu, hay nói cách khác là tan được trong nước. Vậy thì đối với đường thì rất là dễ tan trong nước. Đối với lại protein, đó là nhóm protein, thì đơn vị cấu tạo của protein đó là axit amin. Axit là nhóm COH tan trong nước, amin là nhóm NH2 cũng tan trong nước, nên là protein thì cũng rất là dễ dàng vận chuyển ở trong máu. Riêng đối với lipid, lipid là một este,
Nó là một cái hợp chất không phân cực nên nó sẽ không tan trong nước. Và khi không tan trong nước được thì làm sao nó có khả năng di chuyển được trong máu? Nên là đối với lipid nó sẽ gặp một cái bất lợi, đó là nó không tan được trong trong nước. Thì để vận chuyển được ở trong máu thì lipid có một cái cách thức để vận chuyển và nó di chuyển ở trong máu của chúng ta dưới tác dụng là vận chuyển bởi các lipoprotein. Vậy thì lipoprotein là gì? Lipoprotein là một cái phức hợp liên kết giữa lipid và protein. Vậy thì lipid nó không tan được trong nước, nó sẽ gắn kết với một cái phân tử tan được trong nước, đó chính là protein. Và nhờ cái protein này lôi các lipid này, vận chuyển các lipid này di chuyển ở trong máu. Thì cái phức hợp đó người ta gọi là lipoprotein. Và đối với lipoprotein thì nó sẽ có hai thành phần. Thành phần thứ nhất đó là lipid và thành phần thứ hai đó là protein. Và chúng ta có tất cả là 5 loại lipoprotein. Thứ nhất đó là chylomicron, thứ hai là VLDL, thứ ba là IDL, thứ tư là LDL và thứ năm đó là HDL. Thì trong thực tế cái IDL thì nó tồn tại trong thời gian ngắn, do đó nên là người ta ít xét đến. Do đó nên người ta chủ yếu đó là chú ý đến 4 loại lipoprotein thôi. Các anh chị chú ý cho thầy là cái lipoprotein đầu tiên có tên gọi là chylomicron. Lipo có tỷ trọng rất thấp thì người ta ký hiệu là VLDL. Đây chính là cái ký hiệu từ cái từ viết tắt của tiếng Anh thôi. V là very là rất, L là low là thấp, D là density là tỷ trọng, và cái chữ L cuối cùng là lipoprotein. Chúng ta dịch ra đó là lipoprotein tỷ trọng rất thấp. Lipoprotein tỷ trọng thấp là LDL. Và H là 2, lipoprotein tỷ trọng cao. Thì đối với lại 4 cái dạng này, lipoprotein có tỷ trọng thấp nhất đó chính là chylomicron. Và lipoprotein có tỷ trọng cao nhất đó là HDL. Ở phía dưới này chúng ta có cái hình ảnh cấu tạo của một lipoprotein hoàn chỉnh. Thì về nguyên tắc, lipoprotein vận chuyển lipid tan trong máu, nên những thành phần nào mà tan trong nước hay là tan trong máu thì nó sẽ quay ra bên ngoài. Những thành phần nào mà kỵ nước sẽ được gói ở bên trong lõi, nó tạo thành một khối cầu người ta gọi là micel. Thì đối với lại lipid của chúng ta thì chúng ta có các cái lipid chính. Thứ nhất đó là triglyceride. Triglyceride là mỡ, nó sẽ không tan trong nước nên nó sẽ chui vào trong lõi. Thứ hai là cholesterol. Cholesterol thì gồm hai loại: cholesterol tự do chứa nhóm OH phân cực tan được trong nước nên là nó sẽ nằm ở phía bên ngoài. Cholesterol este kỵ nước, bởi vì chứa nhóm este không phân cực nên nó sẽ nằm trong lõi. Phospholipid thì nó sẽ có hai đầu. Phần màu xanh vòng tròn này chính là cái gốc phosphat ưa nước sẽ quay ra ngoài, và hai cái đuôi màu vàng chính là chân của cái đuôi của mạch hydrocarbon kỵ nước sẽ quay vào bên trong. Và cái thành phần thứ hai của lipoprotein đó chính là protein. Thì protein cấu tạo từ axit amin rất là dễ tan trong nước nên là sẽ được biểu thị bằng cái các cái phần màu trắng nằm ở bên ngoài cùng này. Vậy thì đối với lipoprotein nó sẽ gói lại thành một cái khối cầu. Sau đó thì cái khối cầu này nó sẽ di chuyển ở bên trong máu của chúng ta. Vậy vai trò của lipoprotein đó là vận chuyển lipid trong máu. Sau khi được các cái lipoprotein vận chuyển lipid đến vận chuyển ở trong máu và đi đến tế bào, thì các cái axit béo được phân cắt từ lipid sẽ đi vào trong cái quá trình chuyển hóa axit béo để sinh ra acetyl-CoA cũng như là sinh ra năng lượng trong chu trình rep. Thì đối với quá trình thoái hóa axit béo và có một cái chu trình người ta đặt tên đó là beta oxy hóa axit béo. Tại sao lại đặt tên là beta oxy hóa axit béo? Bởi vì toàn bộ 4 phản ứng của quá trình thoái hóa axit béo đều xảy ra ở vị trí carbon beta của axit béo. Và đối với quá trình chuyển hóa axit béo thì nó xảy ra ở hai nơi. Thứ nhất đó là xảy ra ở hoạt hóa ở ngoài bào tương của tế bào. Và cái quá trình beta oxy hóa thì xảy ra ở bên trong ti thể của tế bào. Quá trình chuyển hóa axit béo chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất
Giai đoạn thứ nhất là hoạt hóa axit béo xảy ra ở vị trí bào tương của tế bào. Các axit béo của chúng ta, công thức RCOH, thì đây chúng ta sẽ thấy carbon alpha là carbon sát nhóm COH, tiếp theo là carbon beta. Axit béo ở dạng RCOH người ta gọi là axit béo chưa được hoạt hóa. Nó sẽ gắn với lại một cái cơ chất tên gọi là HS coenzyme A và tiêu tốn mất một ATP để cho chúng ta một cái hợp chất là axit đã được hoạt hóa có tên gọi là acin CoA. Công thức là RCOS CoA. Thì trong cái phần này thì các anh chị chú ý là acin CoA nó vẫn là axit. Axit béo nhưng mà axit béo này đã được hoạt hóa, còn cái dạng RCOH thì chưa được hoạt hóa. Vậy thì chúng ta chú ý ở đây là vị trí nhóm carbonin, nên đây vẫn là carbon alpha và đây là carbon beta. Tiêu tốn thêm một ATP thứ hai để chuyển phân tử AMP thành hai phân tử ADP. Vì trong cái quá trình hoạt hóa axit béo ở ngoài bào tương xảy ra cái quá trình đó là hoạt hóa axit béo từ dạng chưa hoạt động thành dạng hoạt động là acin CoA và tiêu tốn mất 2 ATP. Dạng số 2, vận chuyển axit béo từ ngoài bào tương vào trong ti thể. Bởi vì cái quá trình thoái hóa axit béo thì phải xảy ra ở trong ti thể, mà cái quá trình hoạt hóa thì nó đang nằm ở ngoài bào tương. Do đó nên giai đoạn số 2 là vận chuyển axit béo đã được hoạt hóa từ bào tương đi vào trong ti thể. Thì đối với ti thể nó là một cái bào quan hình thoi gồm có hai màng. Màng ngoài, đây chính là màng ngoài. Đây là màng trong, đây là khoảng giữa của hai màng. Và bên trong của ti thể, trong cùng mình có một cái chất có tên gọi là matrix hay còn gọi là chất nền. Quá trình thoái hóa axit béo để sinh ra acetin CoA xảy ra ở trong chất nền hay là matrix của ti thể. Và nếu các anh chị để ý kỹ thì màng ngoài hay là màng trong của ti thể cũng giống như là màng của tế bào, cấu tạo bởi hai lớp phospholipid nên người ta gọi là lớp phospholipid kép. Ở ngoài bào tương, acin CoA là axit béo đã được hoạt hóa gắn với carnitin để tạo thành cái dạng este có tên gọi là acin carnitin. Dạng este này có khả năng đi xuyên qua màng ngoài, đi xuyên qua kênh rotin trong màng trong của ti thể và nó đi vào trong matrix là chất nền. Khi vào trong chất nền thì cái phức hợp này acin carnitin này được thủy phân để sinh ra lại đó là acin CoA là axit béo hoạt hóa và cái xe chuyên chở đó chính là carnitin. Carnitin này lại đi ngược ra ngoài bào tương gắn với axit béo thứ hai và cứ như thế thì nó vận chuyển vào trong chất nền của ti thể. Vào trong chất nền lại được thủy phân để phân tách ra acin CoA. Vậy thì tóm lại trong cái giai đoạn số 2 đó là quá trình vận chuyển axit béo từ ngoài bào tương đi vào trong ti thể nhờ một cái xe chuyên chở có tên gọi là carnitin. Giai đoạn số 3, sau khi axit béo đã được chuyển vào trong ti thể hay là chất nền của ti thể thì sẽ xảy ra cái quá trình thoái hóa axit béo để sinh ra acetin coenzyme A đi vào trong chu trình rep. Quá trình beta oxy hóa axit béo này được thực hiện qua 4 phản ứng. Thì các anh chị lưu ý đúng thứ tự của 4 phản ứng này. Phản ứng thứ nhất là phản ứng khử hydro. Khử là tách hydro hay còn gọi là phản ứng dehydro hóa. Phản ứng thứ hai là phản ứng hợp nước, hợp là cộng nước hay còn gọi là phản ứng hydrat hóa. Phản ứng số 3, khử hydro lần 2. Và phản ứng thứ tư đó là phản ứng phân cắt. Bốn phản ứng này có một đặc điểm là đều xảy ra ở carbon beta của phân tử axit béo. Và sản phẩm thì chúng ta sẽ thu được acetin coenzyme A. Trên đây chúng ta có sơ đồ của cái quá trình beta oxy hóa axit béo. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái chất xuất phát điểm đó là RCOS CoA chính là
axit béo đã được hoạt hóa dưới dạng hợp chất acin CoA. Thì các anh chị để ý ở đây, đây là nhóm carbonin, nhóm CO, nên carbon bên cạnh là carbon alpha, đây là carbon beta. Thì đối với quá trình beta oxy hóa axit béo này, tất cả bốn phản ứng đều xảy ra ở carbon beta. Chúng ta đến với giai đoạn số 1 là phản ứng khử hydro. Khử là tách hydro, tách một hydro ở carbon alpha và một hydro ở carbon beta. Bằng cách đó là acin CoA phản ứng với coenzyme, chúng ta nhìn chiều mũi tên. Trước phản ứng đó là coenzyme FAD, sau phản ứng đó là FADHH cộng. Có nghĩa là enzyme này lấy hydro của cơ chất acin CoA và nó lấy hydro, một hydro ở carbon alpha, một hydro carbon beta, chuyển cái acin CoA này thành mạch không no. Vậy thì cái hợp chất này chúng ta gọi tên bằng cách đó là chỉ cho người ta biết vị trí mất hydro là vị trí alpha beta. Phản ứng tách hydro là đề hydro và đọc tên của phân tử này đó chính là acin CoA. Giai đoạn số 2, phản ứng số 2. Phản ứng số 2 là phản ứng hợp nước. Vậy thì hợp chất không no cộng nước thì sinh ra, ví dụ chúng ta có đây là ankem chẳng hạn, thì mà hợp nước thì sẽ sinh ra ancol, đúng chưa? Cộng nước thì hydro sẽ cộng vào carbon alpha và OH cộng vào carbon beta cho chúng ta một hợp chất có chức rượu. Và OH nằm ở carbon beta nên gọi tên thì chúng ta sẽ gọi là beta. OH đọc là hydroxin, gọi là beta hydroxy acin CoA. Phản ứng số 3, phản ứng khử hydro lần 2. Rượu bậc 2 khi mà tách hydro thì sẽ sinh ra ceton. Hợp chất ở phản ứng số 2 của chúng ta sẽ được tách hydro với coenzyme NAD+. Trước phản ứng là NAD+, sau phản ứng lấy hydro của cơ chất sẽ là NADHH+. Và cơ chất của chúng ta sẽ bị khử hydro để tạo thành ceton. Chất này có tên gọi là beta-ceto-acin CoA. Phản ứng cuối cùng, phản ứng số 4 là phản ứng phân cắt. Phân cắt beta-ceto-acin CoA ở vị trí carbon beta sẽ cho chúng ta sản phẩm quan trọng đi vào trong chu trình Krebs, đó chính là acetin coenzyme A. Acetin coenzyme A là một axit béo đã được hoạt hóa có hai carbon. Vậy thì cắt ở vị trí carbon beta này, sau khi cắt thì nó sẽ phản ứng với lại một cái cơ chất đó là HS coenzyme A. Thì hydro của cơ chất này sẽ gắn vào carbon alpha để cho chúng ta acetin coenzyme A. Và S coenzyme A lại gắn vào carbon beta cho chúng ta hợp chất là RCOS CoA. Đó chính là acin CoA, tương tự như chất xuất phát điểm. Chỉ có điều là mạch của nó sẽ bị ngắn đi hai carbon vì bị cắt đi acetin CoA là một axit béo có hai carbon. Acin CoA mạch bị ngắn đi hai carbon này tiếp tục quay vòng ngược trở lại lên phía trên và sẽ lại được phân cắt tiếp tục thông qua bốn phản ứng tương tự để cho ra acetin CoA. Cứ lần lượt như vậy thì phân tử axit béo của chúng ta sẽ mỗi lần phân cắt ra hai carbon và nó sẽ ngắn dần, cắt cho đến khi nào hết thì thôi. Và người phát hiện ra cái quá trình thoái hóa axit béo đó chính là ông Linen. Ông đã đạt được giải thưởng Nobel năm 1964. Về sau thì người ta đặt bốn phản ứng vừa rồi với cái tên gọi của ông, đó là vòng xoắn Linen. Và cứ mỗi một vòng xoắn Linen hay bốn phản ứng của quá trình beta oxy hóa xảy ra thì sẽ cung cấp cho chúng ta một phân tử acetin CoA gồm có hai carbon đi vào trong chu trình Krebs. Thầy lấy ví dụ một axit béo ban đầu có 16 carbon. 16 carbon thì sẽ thu được 8 phân tử acetin CoA và trải qua 7 vòng xoắn. 7 vòng xoắn là bởi vì giai đoạn cuối cùng là còn lại một axit béo 4 carbon, cắt đôi thành 2 phân tử acetin coenzyme là hết. Trong phần này sẽ có một bài tập về tính toán số lượng ATP, thu được từ quá trình thoái hóa axit béo.
Thì ở đây chúng ta có những cái thành phần mà cung cấp được ATP cho tế bào của chúng ta thì gồm có 3 thành phần. Thành phần thứ nhất đó là acetin coenzyme A. Một acetin coenzyme A thì một acetin coenzyme A đi được vào trong chu trình rep thì sẽ cung cấp cho chúng ta 12 ATP. Hai coenzyme còn lại cung cấp ATP đó chính là coenzyme FADHH cộng và coenzyme NADHH cộng. Một FADHH cộng được đi vào trong chu trình rep sẽ cung cấp cho mình 2 ATP. Và một NADHH cộng đi vào trong chu trình rep sẽ cung cấp 3 ATP. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn lại vào trong cái 4 phản ứng của quá trình beta oxy hóa axit béo sẽ có những thành phần nào cung cấp ATP. Thì thành phần thứ nhất đó chính là acetin coenzyme A. Một acetin coenzyme A này cung cấp 12 ATP. Tiếp theo ở phản ứng số 1, sau phản ứng chúng ta thu được coenzyme là FADHH cộng. Một FADHH cộng cung cấp 2 ATP. Ở phản ứng số 3, sau phản ứng có coenzyme NADHH cộng. Một NADHH cộng này cung cấp 3 ATP. Vậy thì trải qua 4 phản ứng này, chưa kể đến acetin CoA, chúng ta sẽ thu được 5 ATP đi từ 2 coenzyme. Thì trên đây chúng ta sẽ có một cái bảng tổng hợp về số lượng ATP để chúng ta tính toán. Về mặt năng lượng, một vòng beta oxy hóa axit béo sẽ cung cấp 5 ATP đi từ 2 coenzyme FADH và NADH. Giả sử oxy hóa hoàn toàn một axit béo có 2 N carbon, có nghĩa là thoái hóa một axit béo mạch chẵn. Axit béo mạch chẵn thì thu được bao nhiêu acetin CoA? Thì một acetin CoA có 2 carbon. Tương tự ở ví dụ hồi nãy chúng ta có 16 carbon thì mình sẽ thu được 8 acetin CoA. Vậy thì 2N carbon sẽ thu được N acetin CoA. Một acetin CoA thu được 12 ATP thì chúng ta nhân lên là 12N. Về số vòng beta oxy hóa axit béo sẽ bằng số lượng acetin CoA trừ đi 1. Ví dụ một axit béo có 16 carbon thì thu được 8 acetin CoA và trải qua 7 vòng xoắn linen. 7 vòng xoắn có nghĩa là số lượng acetin CoA của chúng ta là 8 trừ đi 1 thì sẽ ra số vòng beta oxy hóa axit béo. Vậy ở đây chúng ta có N acetin CoA thì sẽ có N trừ 1 vòng beta oxy hóa axit béo. Mỗi một vòng beta oxy hóa axit béo này có 5 ATP được tạo thành từ 2 coenzyme. Vậy thì chúng ta sẽ nhân 5 lên. Cộng tổng lại thì chúng ta sẽ thu được là 17N trừ 5 ATP. Và lưu ý nhớ trừ đi 2 ATP sử dụng để hoạt hóa axit béo ở giai đoạn đầu tiên xảy ra ở ngoài bào tương của tế bào. Vậy số lượng ATP sẽ là 17N trừ 5 trừ 2 thì bằng E17N trừ 7. Thầy lấy ví dụ, đối với trường hợp thoái hóa một axit béo gồm có 16 carbon, đó chính là cái ví dụ vừa rồi của chúng ta, thì 16 carbon là một axit béo chẵn, với 2N thì bằng 16, do đó N sẽ bằng 8. Vậy tổng số lượng ATP chúng ta thu được chính là 17 nhân cho 8 và trừ đi 7. Vậy chúng ta sẽ thu được 129 ATP. Tương tự các anh chị có thể làm các ví dụ khác. Ví dụ một axit béo có 36 carbon là một axit béo chẵn. Vậy 2N thì bằng 36, suy ra N sẽ bằng 18. Vậy tổng số lượng ATP thu được sẽ là 17 nhân cho 18 trừ đi 7 sẽ bằng 299 ATP. Sau khi phân cách thì đối với axit béo của chúng ta, giai đoạn cuối cùng nó sẽ còn lại 4 carbon, đó chính là axit butyric được hoạt hóa với cái tên gọi là butyrin coenzyme A. Thì tương tự trải qua 4 phản ứng, giai đoạn cuối cùng nó sẽ cắt cho ra 2 acetin CoA và sẽ kết thúc quá trình beta oxy hóa axit béo. Vậy để tổng kết lại cái quá trình beta oxy hóa axit béo thì lưu ý cho thầy có 5 cái đặc điểm quan trọng.
Quá trình thoái hóa axit béo gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là hoạt hóa axit béo ở ngoài bào tương tiêu tốn 2 ATP. Và sản phẩm của các quá trình hoạt hóa đó chính là acin CoA. Giai đoạn số 2 là vận chuyển axit béo từ ngoài bào tương đi vào trong ti thể nhờ cái hệ thống acin carnitine. Và cái chất vận chuyển ở đây chính là cái xe chuyên chở carnitine. Giai đoạn số 3 là quá trình beta oxy hóa axit béo nằm bên trong chất nền hay là matrix của ti thể qua 4 cái phản ứng: khử hydro, hợp nước, khử hydro và phản ứng tắc. 4 phản ứng này xảy ra ở vị trí carbon beta của axit béo. Và sản phẩm chúng ta thu được đó chính là acetin coenzyme A đi vào trong chu trình thoái hóa rep. Tổng số năng lượng chúng ta thu được, số ATP mà mình thu được từ thoái hóa axit béo chẵn đó chính là 17N-7. Vậy đối với một axit béo mà mạch nó lẻ thì sao? Đối với một axit béo mạch lẻ, ví dụ bài tập nó sẽ là thoái hóa một axit béo gồm có 17 carbon thì thu được bao nhiêu ATP? Thì đối với axit béo mạch lẻ nó cũng trải qua cái quá trình beta oxy hóa tương tự như là axit béo mạch chẵn. Tuy nhiên giai đoạn cuối cùng nó sẽ tạo thành một axit cùng có 3 carbon, đó chính là axit propionic dưới dạng hoạt hóa là propionin CoA. Propionin CoA này trải qua nhiều giai đoạn biến đổi để tạo thành một cái hợp chất có tên gọi là succinin CoA. Và chất succinin CoA này đi vào trong chung chu trình rep hay là chu trình axit citric sẽ thu thêm được một ATP. Vậy đối với một bài tập ví dụ như có 17 carbon, một axit béo có 17 carbon thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta làm bình thường thôi ạ. 17 carbon thì giai đoạn cuối cùng sẽ có 3 carbon, đó là axit propionic. Vậy 17 trừ 3 sẽ là 14, 14 là chẵn rồi. Thì 14 chúng ta sẽ áp dụng cái công thức giống như hồi nãy mà chúng ta làm. Vậy 2N bằng 14 thì N sẽ bằng 7. Sau đó chúng ta ráp vào trong công thức mình làm bình thường. Riêng đối với axit có 3 carbon là propionin CoA này thì thu được thêm 1 ATP trong chu trình rep. Do đó là sau khi các anh chị tính toán được số lượng ATP từ cái 14 carbon kia thì chúng ta cộng thêm 1 ATP nữa từ axit succinin CoA này là xong. Rồi, đây là thoái hóa một axit béo mạch lẻ. Thoái hóa axit béo mạch lẻ thì vẫn thu được các acetin CoA gồm có 2 carbon phân cách bình thường giống axit béo mạch chẵn. Và giai đoạn cuối cùng gồm có thu được giai đoạn cuối cùng một axit béo gồm có 3 carbon, đó chính là axit propionic. Axit propionic này được vận chuyển và thoái hóa để tạo thành succinin CoA, tổng hợp một chất là succinin CoA, và cũng đi vào trong chu trình axit citric hay là trong chu trình rep để thu thêm được 1 ATP. Vậy thì thoái hóa axit béo sẽ thu được năng lượng trong chu trình rep. Ngược lại với cái quá trình thoái hóa thì chúng ta sẽ có quá trình tổng hợp axit béo. Không phải toàn bộ lượng chất béo khi chúng ta ăn được thức ăn bên ngoài đưa vào trong cơ thể thì đều tạo thành năng lượng, mà cơ thể chúng ta sẽ lấy các cái axit béo có trong chất béo đó, lấy các ancol có trong chất béo đó để tổng hợp nên lipid cho cơ thể chúng ta. Thì cái quá trình mà lấy các axit béo gắn với lại ancol để sinh ra lipid cho cơ thể chúng ta thì người ta gọi là quá trình tổng hợp axit béo. Vậy thì sự khác biệt giữa thoái hóa và tổng hợp axit béo đầu tiên đó là ở vị trí xảy ra của quá trình thoái hóa và quá trình tổng hợp. Quá trình thoái hóa axit béo xảy ra ở trong chất nền của ti thể. Còn đối với quá trình tổng hợp axit béo thì xảy ra ở ngoài bào tương của ti thể. Thì đối với quá trình tổng hợp thì acin CoA của chúng ta, acin CoA của chúng ta chính là các axit béo gắn với lại các phân tử rượu để thu được lipid. Thì acin CoA ở trong cái quá trình thoái hóa thì nó sẽ đi vào trong ti thể để phân cách để tạo thành acetin CoA. Bây giờ tổng hợp thì phải lấy các acetin CoA từ trong ti thể này
đi ngược lại ra ngoài bào tương để tổng hợp nên acin CoA. Vậy thì quá trình thoái hóa thì xảy ra ở trong ti thể. Acid từ ngoài bào tương đi vào trong ti thể để được phân cách. Còn quá trình tổng hợp thì các acetin coenzyme A từ trong ti thể phải đi ngược lại ra ngoài bào tương để nối lại với nhau để tạo thành các phân tử axit béo mạch dài. Khi có các phân tử axit béo mạch dài rồi thì nó sẽ gắn với lại rượu để thu được lipid. Đó là sự khác biệt về cái vị trí xảy ra của thoái hóa và tổng hợp. Thì trên đây chúng ta sẽ có cái sơ đồ ngược lại, vẫn là bốn phản ứng nhưng nó sẽ ngược lại với quá trình thoái hóa. Thì giai đoạn đầu tiên ngược lại với phản ứng thoái hóa, phản ứng cuối cùng của phản ứng thoái hóa chính là phản ứng cắt. Thì bây giờ nó sẽ là phản ứng nối, lấy các phân tử acin CoA mạch ngắn, có nghĩa là axit béo mạch ngắn của chúng ta, nối với phân tử acetin CoA để nó cho ra axit béo mạch dài. Vậy thì phản ứng đầu tiên đó là phản ứng nối. Nối thì cho chúng ta cái hợp chất đó là beta-acetoacin CoA. Phản ứng tiếp theo, phản ứng số 3 hồi nãy của chúng ta thoái hóa, đó chính là phản ứng khử hiđro lần 2. Thì bây giờ sẽ là cộng hiđro. Coenzyme NADHH cộng sẽ cho hiđro cơ chất. Vì ceton cộng hiđro thì sẽ sinh ra rượu bậc 2. Và hợp chất này có tên gọi là beta hydroxy acin CoA. Phản ứng số 3 này sẽ ngược lại với phản ứng số 2 ở quá trình thoái hóa. Phản ứng số 2 ở quá trình thoái hóa là phản ứng hợp nước, thì bây giờ sẽ là tách nước. Rượu tách nước thì sẽ sinh ra alken alpha beta dehydro acin CoA. Và phản ứng cuối cùng đó là phản ứng cộng hiđro để chuyển cái axit béo của chúng ta từ dạng không no thành dạng no, và mạch của nó sẽ dài thêm 2 carbon bởi nó nối thêm một phân tử acetin CoA gồm có 2 carbon. Và cứ tiếp tục như thế thì phân tử acin CoA là axit béo của chúng ta sẽ gắn với các phân tử acetin coenzyme A để cho nó dài ra. Khi nào mà nó dài đủ rồi thì sẽ sử dụng các axit béo đó mang đi gắn với ancol để thu được lipid. Vậy sự khác biệt giữa tổng hợp và thoái hóa axit béo là gì? Tổng hợp axit béo thì xảy ra ở ngoài bào tương của tế bào. Thoái hóa axit béo thì chỉ xảy ra ở ti thể của tế bào. Và nó có thêm một cái sự khác biệt nữa giữa thoái hóa và tổng hợp. Thì ở trong cái sơ đồ tổng hợp này, các anh chị sẽ thấy có hai coenzyme tham gia phản ứng oxy hóa khử hay là phản ứng trao đổi hiđro đối với cơ chất của chúng ta. Thứ nhất đó là NADHH cộng, và thứ hai đó là NADPHH cộng. Coenzyme tham gia trong quá trình thoái hóa axit béo là NADH và FADH. Còn trong quá trình tổng hợp axit béo thì chúng ta sẽ để ý không thấy FAD, mà thay vào đó chính là coenzyme NADPHH cộng. Đối với enzyme NADPHH cộng này, chúng ta đã học ở trong cái bài chuyển hóa glucid. Thì chuyển hóa gluco theo con đường hexomonophosphate là con đường tạo hình ấy, thì nó cung cấp hai cái chất quan trọng. Thứ nhất đó là đường ribo để cấu tạo nên ADN và ARN. Và cái thứ hai đó là nó tổng hợp nên coenzyme NADPHH cộng. Từ cái quá trình thoái hóa gluco thì cung cấp cái enzyme dùng để tổng hợp lipid, hay nói cách khác đó là axit béo. Thì chúng ta để ý ở cái phần này, đối với một người ta đái tháo đường thì tại sao người ta lại sụt cân nhanh? Thì bài hôm trước chúng ta đã giải thích một lần. Thứ nhất, người ta sụt cân nhanh là bởi vì tình trạng thiếu insulin, hay là insulin mất tác dụng nên không đưa được gluco từ bên ngoài vào bên trong tế bào. Và không đi vào bên trong tế bào được thì không thoái hóa gluco để sinh ra năng lượng cho tế bào được. Nên là tế bào sẽ tăng thoái hóa lipid để cứu lấy tế bào. Nên là người này sẽ mất mỡ. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai, tại sao mà người ta lại sụt cân trầm trọng đến mức như vậy? Thì không thoái hóa được gluco thì sẽ không có cung cấp năng lượng được theo con đường hexodiphosphate. Và con đường hexomonophosphate là con đường tạo hình thì cũng không xảy ra.
Khi con đường hexomonophosphate không xảy ra thì cái coenzyme NADPH cộng này sẽ không có. Và khi không có enzyme NADPH này thì sẽ không tổng hợp được axit béo, do đó nó sẽ không tổng hợp được lipid. Vì đối với một người tiểu đường nếu mà không điều trị tốt thì cơ thể người này cứ thoái hóa lipid chứ không thể tổng hợp được lipid, do đó nên là tình trạng sụt cân của bệnh nhân đái tháo đường sẽ rất là trầm trọng. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đến quá trình chuyển hóa các thể ceton ở trong máu. Trong máu người có 3 thể ceton. Thứ nhất, dạng thể ceton đầu tiên được tạo thành là cái chất ở giữa này, acetoacetic acid. Đây là một ceton và một acid có 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Carbon này là nhóm COH, thì đây là carbon alpha và đây là carbon beta. Nhóm CO, nhóm ceton nằm ở carbon beta. Chất này về nguồn gốc của acetoacetic acid là quá trình thoái hóa axit béo mạch chẵn sẽ thu được các thể ceton. Và dạng đầu tiên tạo thành là acetoacetic. Chất này là ceton nên khi nó cộng hiđro thì chúng ta sẽ thu được thể ceton thứ hai, đó chính là rượu bậc 2 ha. Và nhóm OH có tên gọi là hiroxin nên chúng ta gọi là beta hiroxy. Acid này có 4 carbon là acid butyric acid. Acetoacetic acid này khi mà loại nhóm carboxin COO thì chúng ta sẽ thu được aceton. Ở trong máu người sẽ có 3 thể ceton, đó là aceton, acetoacetic acid và beta hiroxy butyric acid. Thì nhắc lại về nguồn gốc của 3 thể ceton là thoái hóa axit béo mạch chẵn sẽ thu được các thể ceton. Về vai trò của thể ceton trong máu, các thể ceton này thì khi thoái hóa các thể ceton nó sẽ cung cấp một ít năng lượng cho cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên đối với lại 3 thể ceton này thì nó sẽ được tổng hợp không có nhiều. Và cơ quan duy nhất có khả năng tổng hợp được 3 thể ceton từ axit béo đó chính là gan. Đối với 3 thể ceton này thì người ta quan tâm nhiều nhất đối với trường hợp là xét nghiệm trong trường hợp người ta bị đái tháo đường. Vậy tại sao một người đái tháo đường thì có mức ceton nó cao bất thường? Thì các anh chị lưu ý, đối với 3 thể ceton này, gan tổng hợp một lượng rất nhỏ, do đó nên nồng độ của 3 thể ceton trong máu sẽ rất là thấp và không bao giờ có ceton trong nước tiểu. Có nghĩa là mình lấy nước tiểu bệnh nhân, mình nhúng que thử nước tiểu vào thì ceton trong nước tiểu sẽ âm tính, sẽ không có phản ứng màu xảy ra. Còn đối với một người mà tiểu đường nặng, lưu ý là tiểu đường nặng, thì nồng độ ceton trong máu sẽ tăng rất cao và xuất hiện ceton trong nước tiểu dương tính. Thì lý do đó là bởi vì đối với một người tiểu đường thì người ta sẽ thiếu năng lượng do insulin không vận chuyển được đường vào trong tế bào, nên là nó sẽ tăng thoái hóa lipid. Khi tăng thoái hóa lipid có nghĩa là thoái hóa axit béo. Và thoái hóa axit béo thì càng nhiều thì sẽ sinh ra các thể ceton càng nhiều. Về tác hại của 3 thể ceton thì 3 thể ceton này khi tăng cao trong máu của một người đái tháo đường nặng thì 3 thể ceton này các anh chị để ý sẽ có hai dạng ở phía dưới này là hai dạng axit. Lượng axit càng nhiều sẽ làm cho pH máu của chúng ta sẽ giảm xuống, người ta gọi là máu bị nhiễm axit hay là tình trạng toan máu. Và khi toan máu thì cái nơi mà bị ảnh hưởng đầu tiên đó chính là hệ thống thần kinh của chúng ta. Các thể ceton này theo máu đi lên trên não sẽ dẫn đến rối loạn thần kinh, hôn mê lơ mơ và dẫn đến tử vong. Đặc biệt là đối với trường hợp là những người bị đái tháo đường type 1. Trong trường hợp đái tháo đường type 1 là do sự suy giảm insulin, tuyến tụy không có khả năng tiết ra được hoặc là tiết ra với một số lượng rất là nhỏ. Do đó nên là tế bào nó sẽ thiếu năng lượng trầm trọng
và tế bào sẽ tăng cường thoái hóa axit béo, sẽ sản sinh ra nhiều thể cetone này gây hôn mê. Và ba thể cetone này do gan sản xuất, nên ngoài cái tên gọi là hôn mê do thể cetone, người ta còn gọi là hôn mê gan. Ngoài ra thì chúng ta có thể gặp trường hợp nhiễm cetone trong những trường hợp ví dụ như là đói kéo dài thì cũng tăng thoái hóa mỡ. Và khi nồng độ cetone trong máu nó vượt quá 100mg trên decilit thì hơi thở của người bệnh sẽ xuất hiện cái mùi hôi của acetone. Về phần chuyển hóa của cholesterol thì cholesterol là một cái chất rất là quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Nó là thành phần cấu tạo nên màng tế bào, là thành phần cấu tạo nên vitamin D, tiền chất của vitamin D dưới dạng là vitamin D3. Cholesterol cấu tạo nên các hormone quan trọng cho cơ thể của chúng ta. Vậy thì cholesterol là một chất rất là có lợi trong cơ thể. Vậy thì nó có khả năng là tổng hợp được gì đây ạ? Cholesterol tổng hợp nên muối mật, chính là cái dịch mật trong túi mật giúp nhũ tương hóa lipid, mình tiêu hóa lipid đó. Thứ hai là tổng hợp nên một cái tiền chất của vitamin D dưới dạng là vitamin D3. Và tổng hợp nên các hormone của cholesterol gọi là hormone steroid. Tuy nhiên khi nồng độ cholesterol này tăng cao ở trong máu của chúng ta thì nó sẽ dẫn đến một cái bệnh lý, đó là xơ vữa động mạch. Và xơ vữa động mạch tiến triển sẽ gây ra nhồi máu cơ tim hay là nhồi máu não, mà chúng ta sẽ gọi chung một cái từ đó là đột quỵ. Chính vì lý do đó nên là khi mà chúng ta lớn tuổi thì mình nên tránh những cái thực phẩm nào mà giàu cholesterol. Ví dụ cholesterol có nhiều ở trong gan, trong nội tạng, có nhiều trong não, có nhiều trong da. Vậy thì hay là lòng đỏ của trứng, trứng gà, trứng vịt, lòng đỏ thì nó là lecithin dẫn xuất của cholesterol. Nên là đối với những trường hợp mà chúng ta lớn tuổi rồi thì mình nên hạn chế những nguồn thực phẩm giàu cholesterol. Và thay vì chúng ta ăn mỡ thì chúng ta sẽ ăn dầu thực vật. Tuy nhiên cholesterol là một cái chất cực kỳ quan trọng trong cái sự phát triển của trẻ con. Nên là cholesterol thì các anh chị chú ý, trong gia đình của chúng ta nếu như mà có con trẻ thì chúng ta nên sử dụng mỡ để chiên xào thức ăn. Bởi vì dùng mỡ và cho con trẻ ăn mỡ thì nó sẽ cung cấp lượng cholesterol dồi dào. Và có cholesterol thì nó sẽ tổng hợp nên hormone tăng trưởng GH giúp phát triển về chiều cao, cân nặng và trí tuệ cho trẻ. Cholesterol tổng hợp nên hormone sinh dục estrogen, testosterone rất là cần thiết trong cái giai đoạn dậy thì. Nên là trong quá trình nếu như mà trẻ con nó còn nhỏ thì chúng ta nên sử dụng nguồn thực phẩm giàu cholesterol, chứ không bởi vì là mình sử dụng dầu thực vật thì mình cũng cho con cái của mình ăn dầu thực vật thì nó sẽ thiếu cái nguồn cholesterol này. Vậy thì không nhất thiết là lúc nào chúng ta lớn tuổi, có nghĩa là ngoài 40 tuổi thì chúng ta hạn chế ăn thực phẩm giàu cholesterol. Và bất cứ khi nào khi mà mình đi xét nghiệm máu mà mình sẽ thấy là cholesterol, nồng độ cholesterol trong máu cao hơn 200mg trên decilit sẽ tỷ lệ thuận với nguy cơ có mảng xơ vữa trong động mạch. Thì chúng ta thấy nếu như mà nó vượt trên 200mg trên decilit thì chúng ta phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình. Thì trên đây chúng ta sẽ có cái sự tiến triển của mảng xơ vữa động mạch. Đối với cholesterol, đây chính là lớp niêm mạc lòng động mạch của chúng ta này. Máu nó sẽ di chuyển ở trong lòng mạch. Khi mà trong máu của chúng ta giàu cholesterol, thì cholesterol dư thừa đó nó sẽ đi xuyên qua lớp niêm mạc của lòng động mạch của chúng ta đi xuống phía dưới. Khi đi xuống phía dưới nó sẽ gặp các enzyme thủy phân cholesterol este để sinh ra cholesterol tự do. Thì cái chất này là một cái chất phân cực, nó sẽ độc đối với tế bào. Do đó nên đại thực bào của chúng ta nó sẽ đi đến để tiêu diệt các cái chất độc này. Và khi đại thực bào đi đến tiêu diệt thì nếu như chất độc này nó nhiều quá thì đại thực bào sau khi mà nó ăn hay nó tiêu diệt chất độc thì đại thực bào nó sẽ chết. Và lớp xác của đại thực bào càng lúc nó càng dày lên, từ ngày này qua ngày khác nó dày lên,
Nếu như mà chúng ta cứ duy trì nồng độ cholesterol trong máu của chúng ta cao liên tục. Và lớp tế bào chết này thì người ta gọi là lớp tế bào bọt. Càng lúc nó càng dày lên và nó sẽ đẩy lớp niêm mạc của chúng ta nhô lên. Lớp niêm mạc này càng lúc càng bị đẩy nhô lên thì lớp niêm mạc nó sẽ mỏng đi. Và dần dần thì cái lớp bọt này, nó sẽ chai cứng. Lớp niêm mạc thì càng lúc càng mỏng đi. Sẽ đến một ngày nó sẽ bị rách và vỡ. Lúc đó thì sẽ xuất huyết. Ở đây là cái hình ảnh đây ạ. Các khối cầu micel này chính là các lipoprotein vận chuyển lipid ở trong máu. Ở đây chúng ta sẽ thấy có hồng cầu này di chuyển ở trong lòng mạch của mình. Thì khi mà cái lượng cholesterol dư thừa quá thì nó sẽ đi xuyên qua lớp niêm mạc đi xuống phía dưới và bị thủy phân, bị các enzyme thủy phân oxy hóa để tạo thành các cái thành phần đơn giản, trong đó có cholesterol tự do. Thì đại thực bào này sẽ đi đến để tiêu diệt các cái chất có tính oxy hóa là các chất độc. Và nếu như mà cái lượng chất độc nhiều thì đại thực bào sẽ bị chết. Lớp xác của nó càng lúc càng dày lên, đẩy lớp niêm mạc của chúng ta dày lên. Thì càng lúc cái lớp niêm mạc của lòng động mạch nó sẽ bị nhô lên và nó sẽ chít hẹp lòng động mạch của chúng ta. Khi đó thì máu lưu thông qua cái vị trí này nó sẽ khó khăn và tăng áp lực máu ở đây. Thì cái biểu hiện lâm sàng khi mà có mảng xơ vữa hay là xơ vữa động mạch đó là xuất hiện, thường xuất hiện các cái cơn đau thắt ngực, đau quặn ở vùng ngực. Hình ảnh phía trên này chúng ta sẽ có hai trường hợp về mảng xơ vữa. Mảng xơ vữa ở phía bên tay phải, các anh chị sẽ thấy là lớp niêm mạc của lòng động mạch của chúng ta vẫn rất là dày. Và khi mà lớp niêm mạc này nó dày như vậy thì nó khó vỡ, nó chỉ chít hẹp lòng động mạch, máu lưu thông khó khăn thôi, thì người ta gọi là mảng xơ vữa ổn định. Phía bên tay trái chúng ta sẽ thấy là càng lúc lớp niêm mạc của lòng động mạch của chúng ta càng mỏng đi, thì người ta gọi là mảng xơ vữa không ổn định. Đối với mảng xơ vữa ổn định thì cái nguy cơ mà dẫn đến vỡ và sinh ra cục máu đông thì rất là hiếm, ít hơn là đối với trường hợp mảng xơ vữa không ổn định thì nó sẽ chít hẹp lòng động mạch, máu lưu thông nó khó khăn thôi. Còn đối với mảng xơ vữa không ổn định thì dần dần cái lớp niêm mạc này của chúng ta nó sẽ mỏng dần. Và khi mỏng dần có cái tình trạng viêm nhiễm bong chóc thì sẽ dẫn đến tình trạng là chảy máu. Và khi chảy máu thì con đường đông máu của chúng ta sẽ được kích hoạt và nó sẽ hình thành cục máu đông. Cục máu đông dần dần nó lớn dần, lòng mạch của chúng ta đang hẹp và lúc này nó xuất hiện cái cục máu đông lớn dần, nó bít hoàn toàn lòng mạch, máu không lưu thông được nữa, thì lúc đó dẫn đến tình trạng người ta gọi là nhồi máu. Nhồi máu xảy ra chủ yếu đó là ở động mạch của chúng ta. Và đối với lại nhồi máu thì người ta quan tâm là nhồi máu cơ tim và nhồi máu não. Thì đối với trường hợp là nhồi máu ở cơ tim thì gọi là nhồi máu cơ tim, xảy ra ở não thì gọi là nhồi máu não. Và người ta hay dùng chung một cái từ đó là đột quỵ. Thì trong cái phần này chú ý thầy, giữa xơ vữa động mạch và nhồi máu cơ tim là hai cái khái niệm khác nhau. Và nhồi máu là cái hệ quả của mảng xơ vữa. Và nguyên nhân mà gây ra mảng xơ vữa đó chính là sự tăng liên tục của cholesterol ở trong máu. Vậy làm sao để chúng ta biết được mình có nguy cơ mình bị mảng xơ vữa hay là có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hay không? Thì ở trên cận lâm sàng, đối với lại khoa xét nghiệm, người ta có làm các cái xét nghiệm về mỡ máu. Vì đối với một người mà người ta bị xơ vữa động mạch thì cái giải pháp tình thế đó là người ta có thể đặt các ống, các cái ống người ta gọi là đặt stent để nong lòng động mạch. Còn đối với những trường hợp mà bị nhồi máu cơ tim thì chắc chắn sẽ phải can thiệp bằng cách đó là phẫu thuật. Và để theo dõi về cái tình trạng sức khỏe của chúng ta, mình có nguy cơ bị mảng xơ vữa, có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hay không, thì chúng ta sẽ đến với lại bộ xét nghiệm mỡ máu. Chúng ta lưu ý là chỉ có xét nghiệm để chẩn đoán mình có nguy cơ xơ vữa động mạch, chứ không có xét nghiệm nào để biết trước được lúc nào chúng ta bị nhồi máu cơ tim.
Do đó đây là một cái bệnh lý rất là thầm lặng. Nhiều chuyên gia, nhiều giáo sư chuyên ngành về nhiều nhồi máu cơ tim vẫn chết vì nhồi máu cơ tim. Đối với xét nghiệm về chẩn đoán mảng xơ vữa, nguy cơ gây ra mảng xơ vữa trong lòng động mạch, thì chúng ta có cái bộ xét nghiệm mỡ máu. Thì trong bộ xét nghiệm mỡ máu, người ta sẽ làm 4 cái xét nghiệm. Xét nghiệm thứ nhất đó là cholesterol toàn phần. Thứ hai là triglyceride là mỡ. Xét nghiệm thứ ba đó là hai cái lipoprotein HDL và LDL. Vậy chúng ta có 4 xét nghiệm để chẩn đoán bộ trong cái bộ xét nghiệm mỡ máu. Về vai trò của 5 loại lipoprotein thì đầu bài chúng ta có nói rồi. 5 loại lipoprotein là vận chuyển lipid ở trong máu, bởi vì lipid nó không tan trong máu. Thì đối với lại 5 loại lipoprotein á, cấu tạo của nó đó là một cái khối cầu. Thành phần nào ưa nước thì quay ra bên ngoài, thành phần nào kỵ nước thì giấu ở trong lõi. Nên các anh chị nhìn cái hình ảnh này, những cái mà nó nằm ở phía bên ngoài, nó quanh quanh đây, đó chính là các cái phân tử protein. Về kích thước và tỷ trọng của 5 loại lipoprotein thì có cái biểu đồ như sau. Chylomicron là cái lipoprotein có kích thước lớn nhất, nhưng mà tỷ trọng của nó thì nhỏ nhất. Do đó nên chylomicron sẽ nhẹ nhất. Nếu chúng ta lấy huyết thanh của bệnh nhân và chúng ta quay siêu ly tâm, thì thành phần nổi lên phía trên cùng chính là chylomicron. Dần dần chylomicron này sẽ mất dần lipid dưới dạng là triglyceride, thì cấu trúc của nó sẽ nhỏ dần để cho ra VLDL, IDL, LDL và HDL. IDL là lipoprotein tỷ trọng trung gian, nằm giữa hai loại lipoprotein rất thấp và tỷ trọng thấp. Vậy đối với HDL thì lipoprotein HDL có kích thước nhỏ nhất, nhưng mà tỷ trọng của nó là cao nhất. Nên là nếu chúng ta siêu ly tâm thì HDL này nó sẽ nằm dưới đáy, còn chylomicron nó sẽ nổi lên phía trên cùng. Về protein, cấu tạo nên các lipoprotein thì nó có rất là nhiều các loại protein khác nhau. Trong phần này các anh chị chú ý cho thầy ba cái loại protein cấu tạo nên ba cái lipoprotein quan trọng. Thứ nhất đó là apoprotein B48. B48 thì đó chính là cái protein có nhiều nhất ở trong thành phần chylomicron. Loại thứ hai đó là apoB100. Cấu tạo nên lipoprotein LDL. Và ApoA1 cấu tạo nên thành phần của lipoprotein HDL. Và nhìn vào trong cái hình ảnh này, 4 loại lipoprotein chylomicron, VLDL, LDL và HDL, thì các anh chị có thể thấy 4 loại lipoprotein này có thành phần giống nhau. Thành phần giống nhau gồm đều gồm lipid và protein. Tuy nhiên tỷ lệ các thành phần thì nó sẽ khác nhau. Mà mỗi một cái chất thì nó có khối lượng phân tử, kích thước và tỷ trọng khác nhau, dẫn đến là tỷ trọng của 4 loại lipoprotein này khác nhau. Về chylomicron, chylomicron chứa nhiều nhất đó là triglyceride hay là triacin glycerol, tên thông thường là mỡ đó. Và mỡ thì có kích thước và khối lượng phân tử nhỏ, do đó nên chylomicron nhẹ nhất. Đối với HDL, HDL thì chứa nhiều nhất đó là protein. Protein là một đại phân tử có khối lượng rất là lớn. Ngoài ra nó chứa thêm nhiều phospholipid. Vậy thì HDL chứa nhiều protein và phospholipid nên HDL có tỷ trọng cao. Về chức năng của 4 loại lipoprotein, thì thứ nhất đối với chylomicron, chylomicron vận chuyển triglyceride ngoại sinh. Mỡ ngoại sinh có nghĩa là mỡ từ thức ăn sau khi được tiêu hóa sẽ được hấp thụ từ niêm mạc ruột theo tĩnh mạch cửa và trở về gan. Vì sau khi nó hấp thụ xuyên qua lớp niêm mạc ruột non thì cái triglyceride ngoại sinh từ thức ăn này sẽ được
chylomicron là lipoprotein vận chuyển từ ruột đến gan. Thì trong phần này lưu ý cho thầy, các anh chị phải nắm được là loại lipoprotein nào chở loại lipid nào và chở từ đâu đến đâu. Thì cái thứ nhất là chylomicron chở mỡ ngoại sinh từ ruột đến gan. Loại lipoprotein thứ hai là VLDL. VLDL chở cũng là mỡ, nhưng đây là mỡ nội sinh. Mỡ nội sinh do gan tổng hợp. Vậy thì VLDL này sẽ chở mỡ nội sinh từ gan cung cấp đến các mô ngoại vi để sử dụng. Lipoprotein thứ ba, LDL. LDL này vận chuyển cholesterol do gan tổng hợp. Gan tổng hợp cholesterol sẽ vận chuyển bởi LDL, chở từ gan cung cấp cho mô ngoại biên sử dụng. Nên khi chúng ta làm xét nghiệm mà mình thấy LDL tăng cao, có nghĩa là nồng độ cholesterol trong máu của chúng ta tăng cao, nên số lượng LDL này nó sẽ tăng cao. Vậy thì trong quá trình vận chuyển cholesterol bởi LDL từ gan cung cấp đến mô thì phải đi qua động mạch. Vậy lượng cholesterol mà tăng cao trong lòng động mạch sẽ rơi rớt lại và nó hình thành lên mảng xơ vữa. Do đó nên đây là một cái yếu tố có hại không tốt. Vậy nếu chúng ta gặp cái xét nghiệm LDL mà tăng cao trong phiếu xét nghiệm thì tỷ lệ thuận với nguy cơ mình có cái mảng xơ vữa trong lòng động mạch của chúng ta. Và loại lipoprotein cuối cùng đó là HDL. HDL có vai trò ngược lại so với LDL. Sau khi cholesterol được vận chuyển bởi LDL từ gan cung cấp cho mô ngoại biên sử dụng, và nếu như mô ngoại biên sử dụng cholesterol không hết thì cái phần cholesterol dư thừa ở mô ngoại biên sẽ được HDL chở ngược từ mô ngoại biên trả về cho gan. Thì trong quá trình mà vận chuyển cholesterol trở về gan thì HDL này cũng đi qua lòng động mạch của chúng ta. Và khi đi qua lòng động mạch, nếu như thấy có các cholesterol dư thừa rơi rớt ở trên lòng động mạch thì HDL này sẽ bóc tách các cholesterol dư thừa rơi rớt đó trả về cho gan. Thì đây chính là cái yếu tố dọn dẹp lòng động mạch của chúng ta, bảo vệ lòng động mạch của chúng ta không bị mảng xơ vữa. Nên người ta gọi HDL là lipoprotein tốt. Thì nói tóm lại, trong phiếu xét nghiệm của chúng ta mình sẽ gặp hai cái loại lipoprotein, đó là LDL và HDL. Nếu như LDL tăng cao là xấu, có nguy cơ xơ vữa động mạch. Nếu HDL tăng cao là yếu tố tốt bảo vệ lòng động mạch của chúng ta. Trên đây là toàn bộ nội dung về bài chuyển hóa lipid. Thông qua bài này thì các anh chị cố gắng chúng ta sẽ tập trung học thật kỹ các cái vấn đề sau. Cái thứ nhất đó là về tên của các enzyme thủy phân các loại lipid. Thì enzyme thủy phân lipid chúng ta sẽ có enzyme lipa thủy phân triglycerid, enzyme cholesterol ester ra dùng để thủy phân cholesterol ester, và phospholipa thủy phân phospholipid. Đặc biệt chú ý cái phần thứ hai đó là chuyển hóa axit béo theo con đường beta oxy hóa axit béo. Và cái phần thứ ba đó chính là vai trò của các lipoprotein, cách thức vận chuyển lipid của lipoprotein, lipoprotein nào tăng là có lợi, lipoprotein nào tăng là có hại. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong buổi học tiếp theo.